Sau đây Jun sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn kỹ thuật tập luyện tư thế đứng trên vai. Đầu tiên chúng ta nằm xuống thảm. Rồi, chú ý khi thực hiện động tác này thì chúng ta sẽ giữ cho gương mặt của mình hướng thẳng lên trần nhà, cầm hơi hướng nhẹ về phía ngực. Tuyệt đối không để cho đầu của mình nghiêng qua một bên nha quý vị. Rồi, bước thứ nhất, chúng ta co nhẹ hai đầu gối của mình về phía ngực. Đó. Rồi, bước thứ hai, chúng ta duỗi hai chân của mình hướng lên trần nhà. Rồi, bước thứ ba, từ từ chúng ta đưa hai chân qua phía đầu, nhấc cái mông của mình lên khỏi thảm. Khi mà các bạn thấy cái mông của mình nó rời lên khỏi thảm như thế này á, thì chúng ta sẽ đưa cái tay của mình đỡ lấy cái hông. Rồi từ đây chúng ta sẽ dùng một ít lực ở cái vùng cơ bụng cộng với cái lực ở hai tay đẩy cái mông của mình lên cao nè. Đó, được chưa? Rồi khi mình đã đưa được cái mông của mình lên rồi thì tay của mình từ từ lần xuống phía vai, đi lần về phía vai đẩy cái hông từ từ lên cao. Rồi, đó, được chưa? Chú ý ở đây chúng ta đừng có để hai cái chỏ tay của mình nó bị bẹt sang hai bên nha. Mình khép hai cái chỏ tay của mình vào. Rồi đẩy cái hông lên. Đó, rồi giữ như thế này. Khi mà chúng ta thoát thế, chúng ta sẽ co nhẹ đầu gối của mình xuống, hướng về phía trán, tay lần từ từ về phía mông. Đó, duỗi nhẹ hai chân qua đầu. Được nha. Rồi từ từ chúng ta hạ từng đốt sống, cuối cùng là hạ mông và hạ chân của mình xuống, duỗi chân của mình ra, chúng ta thư giãn một chút. Rồi. Quý vị và các bạn thấy cái cách vừa rồi của Trung hướng dẫn có dễ thực hiện không? Các bạn có thể thử thực hiện nha.